Hello, Tấm Cúc xin gái mến chào toàn thể các cô chú bác, anh chị em và các bạn đã đến với Tấm Cúc hôm nay. Hôm nay Tấm Cúc muốn làm clip, muốn hỏi quý vị là bà con mình hôm nay những người mà gửi Tấm Cúc mua thang thuốc 27 vị đó là ngâm mà uống thấy cơ thể mình như thế nào ạ? Em nghĩ chắc rất là tốt đúng không? Tại vì Tấm Cúc mua loại tốt 27 vị nha quý vị, cho nên là giống hệt cái keo của Tấm Cúc ngâm uống vậy đó. Vừa tán chuyện với các khách thì Tấm Cúc mua thang thuốc giống y cái keo Tấm Cúc ngâm uống đó quý vị, cho nên gọi là 27 vị loại xịn loại tốt đó. Uống thì có nghe phản hồi từ một vài người gọi lại phản hồi với Tấm Cúc vui lắm. Thì để Tấm Cúc xin ghép vô cho quý vị nghe cái kiểu mà hai vợ chồng còn trẻ uống vô cái tăng cường sinh lực á. Thì cái cô nói là bây giờ chú Cúc ơi, chắc là em không dám uống nữa đâu. Hỏi sao nha, uống vô trời ơi sung quá, hai chồng sờ quằn sáng đêm, sáng đi làm không uống nổi mà nó khỏe nó thích trời vậy đó. Rồi còn là có một cái chị kia, có một cái cô kia là kiểu như mà gửi Tấm Cúc ngay những cái ngày Tấm Cúc mà khởi công làm nhà, Cúc mua đi mua không được á, cho nên chị đi mua ở đâu á, tiệm nào đó, thì chị nói là chị uống vô mặt mày chị bị sưng chân quý vị, chân cẳng rồi nó nhức mỏi phải đi bệnh viện luôn đó. Để hồi Tấm Cúc ghép cái đoạn chị tâm sự với Tấm Cúc là chị bị vậy đó, rồi chị muốn nhờ Tấm Cúc hốt lại cho một thang nữa, một thang thứ Tấm Cúc hốt cho quý vị đó. Còn chị hốt ở chỗ kia thì chị nói là cái thang nó nhiều lắm, nhìn thấy nó nhiều á, mà sao mà uống vô sưng mình mẩy hết trơn. Thì để Tấm Cúc ghép vô cái đoạn mà cái chị đó nói là sưng mình mẩy cho quý vị coi nghe nha. Rồi thêm một cái nữa là một cô kia thì gửi Tấm Cúc mua uống á, cô nói là trời ơi khỏe quá Tấm Cúc ơi, hôm lặng nó khó ngủ á, mà bây giờ tháng thực địa khỏe gu, thang thuốc hay hết biết hay luôn rồi. Để tí Tấm Cúc ghép vô cho quý vị nghe là để mà so sánh được cái thuốc của quý vị nói là ở đâu nó rẻ rồi ở đâu nó mắc hay là ít hay là nhiều gì đó, thì Tấm Cúc muốn ghép vô cho quý vị coi. Và bây giờ trước tiên ghép mấy cái đoạn đó để mà cùng chia sẻ với quý vị. Thì những cái đoạn đó Tấm Cúc, như Tấm Cúc nói là khi mà ai gọi cho Tấm Cúc á, thì Tấm Cúc sẽ, cái máy Tấm Cúc sẽ ghi âm lại. Cho nên là Tấm Cúc chưa có xin phép là để Tấm Cúc ghép cái tiếng vô. Nhưng mà nhân đây thì xin cho Tấm Cúc ghép cái tiếng vô để cho bà con có gửi Tấm Cúc mua thuốc rồi đừng yên tâm. Với lại biết cái thuốc nào thiệt, thuốc nào là tốt, thuốc nào không tốt. Thì đó là như vậy. Rồi còn một cái điều quan trọng này nữa, cái này mới mắc cười nữa quý vị. Có một cái anh chàng này cũng xin phép cho Tấm Cúc ghép vô đây để mà gọi là tám chuyện và là để mà trả lời cái câu hỏi của anh khi hỏi Tấm Cúc. Anh hỏi Tấm Cúc là anh nói là ai đó đã nhờ anh là gọi cho Tấm Cúc để mà gửi Tấm Cúc mua giùm hai thang, nhưng mà Tấm Cúc có thể nào kêu ở ngoài tiệm thuốc bắc á, là để riêng cái thang 27 vị thì để riêng 27 gói, mỗi một vị một gói riêng đó. Là Tấm Cúc thấy trời cái ca này khó đỡ quá, gói thuốc về cũng phải ngâm chung chứ có phải ngâm riêng 27 keo đâu, mà đi lấy từ riêng. Tấm Cúc tự suy nghĩ là ngoài tiệm thuốc bắc người ta sẽ không có làm điều đó được, tại vì không có ai mà có thời gian đâu mà để làm chuyện đó. Rồi lỡ người ta đặt 5-7 gói rồi ngồi đó rồi đi đếm từ trời, trời bắt gặn từ cái hả, gói gì 27 thì sao người ta chịu nổi, đâu có nhiêu tiền đâu đó. Cho nên thì Tấm Cúc nói là vậy là Tấm Cúc chắc là không có thể mua được, tại vì ra tiệm thuốc bắc mà mình đứng đó mình không có thời gian kêu người ta ngồi hốt từ vị vô nữa hết quý vị. Người ta để đây thì người ta hốt theo cái to, mình 27 vị vô đây rồi người ta gói lại rồi mình về mình bỏ vô keo để mình đổ 3 lít rượu vô mình ngâm mình uống. Mà tại sao kêu người ta vậy vậy, có nghĩa là không tin tưởng. Mình nghe là mình đã biết không tin tưởng, cho nên Tấm Cúc nói là làm clip chia sẻ trước, và sau đó thì Tấm Cúc nói là giống như vậy là Tấm Cúc không có mua được, giống như vậy là không thể mua giùm được. Và Tấm Cúc có gọi về ở tiệm thuốc bắc để hỏi luôn, nói là Tấm Cúc phải làm chứ Tấm Cúc khó chịu khi mà ai hỏi mình cái vấn đề gì á quý vị. Thì Tấm Cúc có điện về tiệm thuốc bắc, Tấm Cúc hỏi là bây giờ là khách trên kênh YouTube của em á là muốn nhờ em hốt giùm, nhưng mà họ muốn là cái toa 27 vị đó là hốt để riêng 27 vị, riêng riêng với nhau hết, là không có để chung một cái thang mà là để riêng 27 vị thì có làm được không. Thì ngoài tiệm thuốc bắc người ta trả lời về cho quý vị nghe, trời ơi em nói gọi cái ca này khó đỡ lắm, nhưng mà em phải làm clip lên để cho bạn có nghe được, anh ấy á có nghe được thì cũng thông cảm là Tấm Cúc không có mua được, tại vì không ai mà tỉnh thuốc bắc mà hốt nghĩ chứ, lỡ người ta gửi em 5-7 thang rồi em đứng đó chắc hết ngày 2 ngày của em luôn á, em đâu có thời gian đâu trời. Hốt thuốc uống thuốc là phải tin tưởng, nếu không tin thì đừng có gửi. Nó là gì đó, nếu mình không tin mình nghĩ người ta bán thuốc giả, thuốc không tốt không đủ vị thì đừng có gửi, mình tự đi ra mua. Bữa Tấm Cúc có nói với anh là anh có thể nghe Tấm Cúc đọc ở trên clip 27 vị á, anh có thể tự đi ra ngoài tiệm anh kêu người ta hốt 27 vị để riêng anh mua theo yêu cầu của anh,
Bây giờ anh mua từ riêng á, có thể là anh phải mua nhiều hơn, đúng không quý vị? Bây giờ một thang người ta như vậy, bây giờ anh muốn kêu gói nhỏ 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 sao ta để được, thì anh phải mua nhiều hơn. Ví dụ như đổ trọng, bây giờ cái thang thuốc đó nó là bị lớn đó đó, nó mấy ly mấy chỉ hay gì đó, bây giờ anh muốn kêu người ta để riêng thì anh phải mua nó bự hơn 100 gram hay gì, mỗi vị 100 gram đi thì người ta có thể làm được. Còn này tiếng tiếng luyện lạng hay chỉ gì chí sao người ta để riêng được, trời làm khó không hả, không được đâu. Cho nên ông Cúc có nói là để không thể nào mua được, chứ lại chắc là nó không hốt. Thì đúng như em nói gì, em gọi cái tiệm thuốc bắc em nói gì, tiệm thuốc bắc nói trời tôi đâu có thời gian đâu làm gì, để tí em ghép lên cho quý vị nghe cái chỗ đó trước, rồi trước khi em ghép mấy cái đoạn kia nữa quý vị ơi. Thật sự cái thang thuốc này em nói em tám trước đi rồi em ghép cho quý vị nghe nó cũng hay lắm. Nó có nhiều cái để cho mình phục cái thang thuốc này đó quý vị. Với cơ thể của bà con mình, ai mà uống vô mà nó chịu là cơ thể rất là khỏe. Như cơ thể Tấm Cúc thì nó chịu là rất là khỏe. Mà nó có một cái đặc biệt em nói chia sẻ với toàn thể cô chú bác và anh chị em và các bạn cùng trang tuổi với Tấm Cúc, hoặc là lớn hơn hoặc là nhỏ hơn. Thì như Tấm Cúc uống, Tấm Cúc hay có lấy một miếng gụi nè, cái em để ra tay nè quý vị, cái em thoa lên da mặt em nè, kiểu mình ẩn, có bữa nào mà nóng trong người có hơi nổi mụn á, em tha lên cái là em thấy nó xẹp xuống. Còn mấy cái tàn nhang nhỏ nhỏ nè, em tha em thấy vài ngày nó cũng chốc ra, không biết nó thần thánh nó diệu kỳ gì vậy, không biết với cơ thể của quý vị nó có được áp dụng gì không nha. Cái này em không dám chắc, nhưng mà cơ thể của em là không biết sao mà em gợi tới đâu nó rụng tới đấy. Ví dụ như có mấy cái đốm đốm như này, các em chét lên, mình cũng không nghĩ là nó hay gì đâu. Bởi vì người ta mới nói là có người ta nói là dưỡng da hay là che mặt gì bằng thuốc gụ đó quý vị, có thể có trong đây có vị nào không biết nữa, nhưng mà khi mà em giống như mình uống á, cái mình lấy mình em hay tha rồi gói miếng nè, cái em tha lại em cảm thấy nó thơm mùi dễ chịu rồi sao mà em thấy nó ngon quá, cho nên em chia sẻ thôi, chứ không phải là nói cái thuốc này là trị da mặt đẹp, nhưng mà em cảm thấy là mình làm lên mình thấy nó đẹp, thử tha thử như thế nào có hiệu quả không, nổi mụn cái mình chấm thử nó có bớt không. Nếu bớt á là cái thang thuốc này nó rất là độc chiêu, rất là hiếm luôn á. Thật sự 27 vị mà nó thuốc tốt, cái vị mình đổ rồi mình ngâm á nó thơm phức luôn. Thôi bây giờ nói nhiều quá, bây giờ để em quay lại. Bây giờ trước tiên thì em xin phép ghép cái đoạn của một cái anh chàng mà gửi Tấm Cúc mua, mà muốn nhờ Tấm Cúc kêu ở ngoài tiệm là gói thuốc 27 vị chia ra là 27 vị nhỏ, 27 gói nhỏ. Thì mời quý vị nghe xong cái anh này nói rồi Tấm Cúc gọi qua ngoài tiệm thuốc bắc của cái chị Lan ngoài tiệm thuốc bắc, xem coi chị trả lời như thế nào với khách hàng yêu cầu là một thang thuốc gói ra 27 gói nhỏ nha quý vị. Rồi bây giờ em xin mời quý vị. Từ từ thì chắc người ta không chia quá, chút chút không cho chia được. Được, bỏ liên từng vị chứ họ làm nhớ nhà thuốc làm giùm cũng... Ôi cái này không được đâu, với lại Tấm Cúc đang bản dưới lắm rồi, thêm này nó rất là khó luôn, là không được đâu. Có một anh đi ra tỉnh thuốc bắc ha, anh trực tiếp anh ra tỉnh thuốc bắc rồi anh nghe Tấm Cúc đọc ở trên clip á, anh ghi lại cái anh ra anh kêu nó hốt từ từ. Xung quanh ở đây cũng có tiệm thuốc, nhưng mà tại ta muốn nhờ Tấm Cúc để anh hỏi lại người ta, cho người ta chịu như vậy thì nghĩ đặt thằng anh đặt cho ha, chưa biết sao không, bởi vì cái này đặt giùm. Tiếp theo thì quý vị nghe cái đoạn của chị chủ tiệm thuốc bắc, chị trả lời với cái anh chàng mới thì là nhờ mua thuốc bắc, mua thang thuốc bắc mà để riêng 27 vị, coi chủ tiệm trả lời như thế nào hả quý vị ha. Chị cho em hỏi đây, cái to thuốc của bà ngoại để lại đó là bữa em đưa to chị đó là 27 vị đó, là trong cái thang thuốc đó mình hốt đủ 27 vị không chị? Đủ hết chị. Vậy hả? Tại vì dạ. Khách đó, người ta khán giả thì trên em á, người ta có người hỏi nói là nếu mà người ta mua hai thang để chung á, rồi mình có chia ra từ 27 vị cho người ta được không, là 27 gói riêng á, họ đổi vậy đó em nói thì đã... được mà không có thời gian vậy đó hả? Đâu có thời gian đâu mà vô từ vị từ vị, nếu mà mình mua bán mình tin tưởng nhau em làm, trời ơi ở đây làm tối ngày. Dạ bởi vì em mới nói vậy đó, em nói chắc đâu có được đâu, lu bu dữ lắm thì đâu chia từ vị nhỏ gì được hai mươi bảy gói. Dạ. Dạ em đang hốt 60-70 thang cho người ta nữa nè. Vậy đó hả? Dạ. Chia ra vậy đâu được, thì người ta hỏi vậy đó thì em hỏi lại chị vậy đó. Với lại chị giống như cái người mà người ta bị tiểu đường, người ta bị ngứa. Rồi quý vị nghe là chị trả lời là như vậy đó. Chị tụi người ta lớn lắm, người ta hốt nhiều người lắm. Mà cái kiểu uy tín nó lâu năm á, là thuốc chất lượng lắm. Cho nên là Tấm Cúc mua mà quý vị nào có thắc mắc cái gì á, là điện thoại nói với Tấm Cúc là Tấm Cúc sẽ nói trực tiếp với cái tiệm thuốc bắc.
Tại vì như Tấm Cúc nói từ đầu là em là chỉ ở trung gian, là chỉ là em hốt cái thang thuốc này của cái toa bà ngoại để lại ở tiệm thuốc bắc đó, 27 vị này. Em muốn em thấy cơ thể mình nó khỏe quá, nó tốt quá, cho nên em muốn chia sẻ với bà con ai có nhức mình, nhức mẩy hay gì đó thì hốt về ngâm rượu uống thử coi có giống Tấm Cúc vậy đó. Là em cảm thấy cái cơ thể mình như thế nào thì em chia sẻ như vậy, chứ em không có khuyến khích bà con là bắt buộc phải nãy kia, hay là em bán thì em không có bán. Em thấy hay với em chia sẻ, bà con nào tin thì uống thử, thì nó là như vậy. Tiệm ta rất là uy tín vì vậy, thang thuốc em thấy không có nhiêu tiền mà nó rất là tốt cho mình ha. Rồi thêm nữa là có một cái cô này có gửi Tấm Cúc mua, mà cô có hỏi là Tấm Cúc hỏi dùm tiệm thuốc bắc á, mà bị tiểu đường mà ngứa rồi gãi nó muốn lở lét á, thì uống có được không? Thì Tấm Cúc có hỏi rồi là uống được nghe chị, à, ở ngoài đó người ta nói uống được á. Cái này cái kiểu mà thuốc gụ nó bổ thôi chứ không phải là thuốc để chuyên trị bệnh, cho nên là nó không có tác dụng phụ gì đâu. Uống nửa chung nhỏ nhỏ vậy nè, nó giữ dáng giữ da mình, nó làm cơ thể mình tăng cường sinh lực khỏe thôi đó. Rồi bây giờ em mời quý vị nghe tiếp cái cô mà gửi Tấm Cúc mua mà Tấm Cúc bận mua không được, nên cô đi mua ở tiệm nào đó, cô nói là mua về uống về sưng mặt hết trơn rồi nhức mình mẩy phải đi bệnh viện đó. Bây giờ em mời quý vị nghe ha. Tốt quá à, em mà trong cái tiệm thuốc đó là mình không biết có thuốc nam hay thuốc, đó là thuốc bắc hay thuốc nam mình cũng hiểu nha, nhưng mà khi mà em ngâm uống á chị, cái em bị mặt mày em bị sưng hết trơn à. Vậy hả? Cái chị mua đâu? Chị mua thuốc ở đâu? Mua trong cái tiệm cái bà đó, thì bà nói là bảo là thuốc bắc. À. Nhưng mà về á em thấy cái keo của chị á nó ít hơn của em. Của em sao mà nhiều quá, em nghĩ không biết có thuốc nam hay thuốc bắc gì trong mình không biết, nhưng mà em hỏi em có nói chị là em hút một thang 450. Với 500-600 gì đó mà em hút một thang 450 á. Rồi, bữa nay nó sưng mặt sưng mày lên, cái bắt đầu cái đầu hai đầu gối em nó rụng rồi luôn chị, cái em kêu bác sĩ chích nay 4-5 ngày rồi nó mới xịp xuống. Là vậy đó hả? Trời ơi, bởi vậy mua đâu á? Đối với chị, bây giờ thấy cái chị đó chỉ nói sưng mình mẩy trơn, chỉ mua cái thuốc người ta đưa thuốc gì uống vậy đó. Bởi vì thuốc bắc nó nguy hiểm lắm nha quý vị. Mình uống mà không có đúng cái vị đó, đâu phải là mình bỏ gì vô bỏ đâu. Nhưng khi thiếu vị này rồi bỏ vị khác lắp vô đó, thì nó khi nó tan ra cái nước đó, thì nó trở thành một cái khác rồi. Chứ không phải là giống 27 vị này nữa. Tại vì cái toa 27 vị này là gọi là cái toa gia truyền đó quý vị, của vua Minh Mạng đó. Em uống thấy nó khỏe lắm luôn quý vị, cho nên là mình uống thuốc mình cũng cẩn thận, chứ không phải là nói là cái thang kia người ta hốt bự cho bá, mà cái chị mới thiệt chứ nó bự cho bá đó, nhưng mà trong toàn là cái thuốc gì không, uống vô mặt mày sưng rồi giò cắn nhức mỏi gì cũng có nên thăng gì đâu. Người ta nói là chất lượng còn hơn số lượng là ở cái điểm đó đó quý vị. Và bây giờ Tấm Cúc mời quý vị nghe cái cô này cổ khen thuốc Tấm Cúc khi mà gửi Tấm Cúc mua coi như thế nào nha quý vị, nghe rất là thích. Dạ em mời quý vị. Tấm Cúc có cái tay phục dược ngay của quyền cũng độ cho con, để con uống cái thằng thuốc mà cho khỏe mạnh rồi, cho uống biết bao nhiêu thuốc rồi mà hôm nay cô uống là cô thấy là ăn ngon ngủ khỏe luôn phải không? Trời ơi, thôi đừng nói cái vụ ăn, ăn cái gì cũng ngon, ăn tất cả như mình muốn ăn. Hồi trước thì muốn ăn mà ăn để vô miệng ăn nó không có biết ngon lành gì chân á. Dạ, còn bây giờ là ăn ngon mà dễ tiêu hóa nữa cô, con thấy cái thuốc đúng này không? Đúng rồi. Dạ, dễ tiêu hóa lắm luôn. Mình nếu như mình ô ăn mà tối á, cái là uống một chút thuốc nó vô là rồi ngủ khỏe ghê luôn. Dạ. Trời ơi, nghe cô uống cái cơ thể cô nó chịu vậy con mừng quá. Biết sao lại cho bà con ra người ta uống người ta khỏe. Trời ơi, người ta khỏe mình cũng khỏe cô ơi. Chứ bây giờ cô thấy nhiều người ha, đi bệnh viện không có tiền thấy tội nghiệp vậy lắm. Mình thì không có tiền để giúp cho bà con mà làm gì cho bà con khỏe. Trời, con thấy rồi, ba mẹ con ngày xưa cũng nhức mình đó, bây giờ cô chú bác lớn tuổi. Con nghĩ vậy đó, thì thôi chia sẻ cái bài thuốc này ra. Mà nó chị qua thần chinh tọa cũng tuyệt vời luôn nghe cổ dạ. Khen than thuốc không? Cô nói uống rồi là ngủ nó ngon mà nó khỏe dữ lắm luôn kìa. Mà cổ nói với Tấm Cúc là muốn gửi thêm á, dài lắm, tại Tấm Cúc lấy một đoạn vắn thôi. Cổ khen than thuốc nước nở luôn. Trời ơi, nó thiệt. Ai tin đi, tin thì mình cảm thấy nó khỏe lắm. Còn nếu mà không tin thì như em nói vậy đó, không tin thì thuốc tiên, thuốc trên trời cũng thấy bình thường đó. Nhưng mà cái này á là mình kêu bằng thuốc bắc, ngâm rượu uống cho nó bồi dưỡng, giống như mình có thể có khách á, thì mình lấy cái rượu gốc này nè, rượu ngâm thuốc bắc nè, mình có thể pha vô miếng rượu trắng hay gì đó mình uống cũng được, dặn cho khách uống cũng được. Nó gọi là cái rượu để mà ngâm uống cho nó khỏe, dễ tiêu hóa.
à, ăn ngon ngủ khỏe, chứ không phải là cái dạng mà à tôi nhức quá tôi uống cái này vậy là tôi hết bệnh. Nó hết bệnh là nó hết từ từ, mình không hay được, giống như nó khỏe cái gân cốt mình là nó không nhức mỏi nữa từ từ, chứ không phải là uống vô để chuyên trị bệnh. Nó khác cái vụ mà uống vô để mà chuyên trị bệnh, còn này uống vô để nó ngừa bệnh và nó hỗ trợ cho mình đừng có bị nhức xương khớp. Nó là gì đó quý vị. Cho nên là em rất là mê cái này, em chia sẻ với quý vị nào tin thì gửi Tấm Cúc mua, còn không tin thì thôi khỏi gửi hoặc là tự đi mua. Nhĩ đó quý vị ha. Thì hôm nay em chia sẻ để em cho quý vị thấy được là cái thang thuốc Tấm Cúc mua là được khen rất là nhiều. À, em chích lại một hai người thôi chứ thật sự ai cũng khen hết đó quý vị. Ai cũng khen hết luôn đó. Tại vì mình thấy là cái thang thuốc này nó hiệu nghiệm lắm. Như cô nãy cô nói là nhìn thấy như vậy nhưng mà đổ vô 3 lít củ nó hút vô hết trơn. Nó nở thuốc ra đó. Nó thơm phức à. Em ngồi em mở ra đặng em ghi tên vô nè mà nó thơm phức luôn, em thích. Thì hôm nay em chia sẻ đến quý vị một cái tàu thuốc này như thế, thế ra đã cho quý vị thấy là nó hay vậy. Thì bà con nào có muốn ngâm để mà uống để mà nó bồi dưỡng cơ thể mình hàng ngày đó thì gửi Tấm Cúc mua giùm cho. Gửi Tấm Cúc thì gọi qua số điện thoại 0979 789 800, đó là số điện thoại của Tấm Cúc. Nếu mà quý vị gọi mà Tấm Cúc bận, Tấm Cúc nghe không được thì xin quý vị nhắn tin vô số đó đó, chứ đừng nhắn Zalo em ít có khi vô lắm. Nhắn vô số điện thoại đi, nhắn tin rồi các em rảnh công việc em trả lời cho quý vị, hoặc là gọi thẳng với Tấm Cúc ha, rồi Tấm Cúc sẽ mua giúp quý vị. Nếu quý vị không có tiện đường đi mua hay là sợ thuốc không đủ vị hay là nơi nào đó chưa chắc ăn thì gửi Tấm Cúc sẽ mua giùm cho quý vị. Còn giá thì khi gọi Tấm Cúc sẽ nói, người ta bán sao thì em nói như vậy ha quý vị. Chứ còn thuốc thì chất lượng 27 vị là đúng 27 vị, đầy đủ không có sai nha quý vị. Nếu ai mà nói không đủ 27 vị có gì thì cứ gọi cho Tấm Cúc gọi nói lại với tiệm thuốc Bắc. Không có cái gì mà phải sợ phải ngại chứ, tại vì số điện thoại em trên đây và em là người làm YouTube chứ không phải là em người bán thuốc Bắc đâu, em là người làm YouTube. Cái kênh YouTube em nó cũng khá là lớn rồi quý vị, cho nên là em quý lắm, nên quý vị hãy yên tâm ha. Rồi bây giờ hôm nay em xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Tấm Cúc kể chuyện và tám chuyện tiếp theo. Xin chúc quý vị sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Em xin bye bye quý vị.